sẵn về đó. Rồi hôm nay là đi đâu vậy Bác Tài? Đi Ma Thiên Lãnh. Ma Thiên Lãnh là cái gì? Ma Thiên Lãnh là cái gì? Là cái Ma Thiên Lãnh. Nghe nói Ma Thiên Lãnh là rất là đẹp ở Tây Ninh đúng không? Ừ. Phải không? Không có gì ở đó. Có suối. Có suối. Mát để ngồi chơi. Có chỗ nhậu không? Có. Ừ vậy là được rồi. Quá đã luôn. À, gần đó có hồ con cá bự nữa. Rồi. Hồi nãy tao không thấy tao mua con gà quay với bánh mì. Hôm nay gì có đem đồ tắm chưa? Có. Có không? Đầy đủ. Hai mảnh phải không? Ừ. Ba mảnh. Có đem đủ chưa? Đủ. Chưa. Mấy mảnh? Con nhỏ này. Không đem gì hết, đi ra chửi. Mày mày tắm tiên luôn hả? Tắm tiên. Nhảy xuống dưới là cởi ra cái bỏ chạy hết sao? Nè. Hôm nay mấy đứa đi đâu? Đi chơi. Đi tắm. Còn cái này nè. Đi đâu? Hôm nay con đi đâu? Đi chơi. Đi chơi. Thấy không? Thấy rồi, thấy rồi. Rồi bây giờ là cả gia đình đây mình đi ra Ma Thiên Lãnh. Ma Thiên Lãnh là một cái khu du lịch thiên nhiên, tự nhiên. Bây giờ là có sông, có suối, có hồ. Một trong những cảnh đẹp nhất ở Tây Ninh là cách chỗ nhà mình là bao xa? Hơn mười mấy cây đúng không? Đi ra hơi là chắc ngoài cũng nửa tiếng rồi đấy. Khoảng 15 phút nữa là sẽ tới coi Ma Thiên Lãnh nó có cái gì đó nha. Thấy chưa? Xuống xuống dốc này là hơi bị căng á. Thế hả? Rồi ở đây rất là mát mẻ. Có tiếng ve kêu. Wow, tiếng ve kêu quá đã luôn. Đây đậu giữa rừng luôn. Anh vừa mới mở. Rồi đường vào Ma Thiên Lãnh. Wow, đường hai bên là có rất cây cối rất nhiều, những đường mòn đi xuống và tiếng ve kêu quá trời. Suối thì ở đây thì cạn. Wow, đi qua cái suối. Xe máy á hả?
không tụ tập đông đúc trên cầu nhún nhảy. Rồi cái cầu này bắc ngang qua cái suối đây, nước rất là trong con veo luôn, con suối nhỏ. Đứt dây đờn và đứt dây là để trúng mắt nha. Đúng. Thôi để xuống cho người ta. Dòng suối nhỏ hả? Ồ, được rồi, chút nữa xuống dưới đây ngâm chân ha. Rồi gà nấu lá giang, gà nướng con, gà nấu cháo cộng gỏi, gà kho sả, món mì, mì xào bò, mì xào chay, mì rau muống xào tỏi. Ồ, có lẩu nữa kìa. Món nẩu, món nẩu là nẩu cá thác lát. Gà nấu ớt hiểm, nấu gà lá giang, khô đuối bóp xoài, khô đuối mắm me, khô mật. Phải là nào nhiều quá hả? Rồi kêu hết luôn rồi. Rồi mọi thứ món ha. Nên nỉ nó bao hết á. Thì chọn, còn không ăn. Sâu hết hả trời trời. Cái mũi quá nè, mũi luôn à. Trời ơi, quậy lên nước đục rồi cá bỏ chạy hết luôn. Rồi hãy đi giật đi. Không làm luôn mấy trái kia còn sống hả? Ê, cái xài này cũng ngon lắm bộ. Bổ bổ bổ. Đúng không? Ở dưới là có đá, từ từ thôi. Đi vô sợ nó khô. Đi lại. Tắm bùn đi. Cái này là tắm bùn nha. Nó đẹp da. Giờ đi thay đồ quá. Không biết nó kêu tắm bùn cho đẹp da mà Chính cũng muốn tắm. Bà chết. Bà Chính cũng muốn đi tắm bùn không? Đi thay đồ ra qua đây nè. Thay đồ ra qua đây tắm nè. Bắt cá đi, không. Lấy cái bịch bắt cá đi. Bắt đầu luôn rồi. Nè cá không nè. Chết bà rồi. Tại nghĩ hại hết luôn đó. Chết bà hai với bên rồi, mày phải. Chết bà. Giờ quăng xu xuống nè. Ờ bây giờ Thanh. Ra đây bắt con cá. Đi Thanh hai tuổi đi. Đi thôi, trước khi đi mình đẩy xuống. Ai, không có đâu nha. Đẩy xuống là đẩy, đẩy luôn em là đẩy luôn. Rồi hái đi. Ủa có trái xoài rồi. Quá đã luôn. Rồi đưa cho cậu mày hồi làm mồi. Rồi có cái này chống đói 24 tiếng ở trong rừng ma thiên lạnh. Có nhậu chứ chống đói gì cái này mày. Đây cuốn chiếu rừng. Bắt cái con này là rang muối ăn. Dạ. Yeah. Nó nằm luôn trong đó. Ủa, này,
Wow, bước qua cầu gập ghềnh, bước ngang qua suối, hình này ớn quá. Rồi ra đường nào, rồi băng qua đây luôn, rồi leo lên xe. Thôi về đây anh ngồi trước anh lái cho anh quay. Rồi bây giờ đi khám phá đồi núi, rừng, suối, sông, hồ. Này nó hơi trơn hả? Dạ. Đây nè. Trái phải không? Rồi quẹo lên luôn. Rồi về dưới đi. Ok. Né nẻ thắng mà nó kêu lấy chớ. Rồi đường lên núi Ma Điên Lãnh đây. Cây trái xoài nè, tự sướng luôn, lấy vô nè, quay luôn nè. Đó. Đây có bán gà rẫy nướng cháo gỏi kho có da nấu chua. Ba đi lại núi. Rồi bây giờ quay đi xuống nè. À.
thấy cảnh núi rồi thấy hùng vĩ quá. Thấy bán cầu là vườn của mình hay sao? À, thấy tính tiền công đúng không? Hồi xưa hồi nhỏ hả? Đó, đậu đây đi, chụp đi. Ủa, ngồi đây nè. Ờ, chưa, quay nè. Giữa rừng núi, thung lũng có một cây sông cực kỳ lớn luôn. Đừng có giới thiệu con, không có rành thì con có lên được. Mình phải kéo mặt này xuống chứ, người ta mới biết chứ. Rồi đi. Vô chụp cho gọi kìa. Rồi gì vô luôn đi. Cái điện thoại của không chỉnh nào mà đẹp không? Sao cũng được. Ngồi nó đẹp hơn. Ngồi đẹp hơn á. Nó cao quá. Ngồi trên cái bàn á. Ui. Ủa sao chèo mà thiền nó không đi tới vậy? Đó. Cho lên sóng rồi để cho qua cậu bốn coi luôn. Rồi giờ. Rồi. Có gì đủ mạnh chút nữa là một mớ xoài đó xuống. Không có ba ông cái mày cái đi nè, chúng tôi cái luôn. Rồi vô đi. 1 2 3 Anh giật ngang cái này mới đẹp này. Nhớ lấy nhiều nha. Trọng lên. Đẹp không? Đẹp. Rồi. Trời ơi. Con chụp này sao không đẹp rồi. Rồi nói đi. Nãy giờ mà hình quả nãy giờ nè mọi người ơi. Đâu hình quả cái gì nói. Cá bể màu quay rất đã nhiều. Đây. Đây. Wow, hình quả của con nhóc nè. Sáng giờ là cá bể màu quá trời luôn, về nuôi nha. Không. Rồi bây giờ á mấy đứa lớn là nhảy đùng cái kia, nhảy ra bên kia xong bơi lại rồi xong. Thử thách. Ôi, anh. Bơi ra kia luôn. Thôi sợ. Nhảy xuống. Đồ rồi. Có mang đồ. Con không mang đồ vậy chứ giờ đồ để ướt rồi leo xe hả? Đó, tôi đi xe máy mà. Đồ có ướt mấy đâu. Rồi pin. Nhảy một cái bùm bơi ra kia xong rồi vô. Khó sợ lắm. Không có sao. Đi vô khơi. Khó sợ lắm, lại chập chân đâu á. Bố đứng đây mà mày lo gì vậy? Ôi lại đau chân quá. Trúng cục đá hả? Cổ chân hả? Đúng rồi. Con cũng bị trúng. Rồi thôi đi lên. Đi lên. Bảo An nhảy cái đùm đi lên. Không. Trời coi có tiền tắm suối kìa. Được cái gì rồi? Nói. Con khổ cá luôn. Nè. Nhìn nè. Nhìn nó cái đôi nè. Nó đi màu đó cho nè. Hay nè. Đang làm gì em đây? Đang làm gì em đây vậy?
Ồ, phong cảnh hữu tình ha. Quá đẹp luôn. Mát mẻ. Rồi. Rất là mát không? Đâu được cái gì rồi? Rồi, cánh ra. Đâu đưa lên cho coi. Nè. Rồi, thấy rồi, còn đây. Con bảy nè. Rồi, đâu? Đây. Đếm rồi được mấy con rồi? Cái của bên là nhiều nhất, đội bên là hắn. Út này. Đây bắt cho không chịu thôi. Được rồi đó. 2 4 5 con. Rồi bây giờ định đem về phải không? Hay sao? Kho tiêu. Ok. Rồi. Lên. Hi, hello Moto. Đó. Đó, Ma Thiên Lãnh là vậy á. Rồi sau khi đi một vòng leo đèo lặn lội suối bắt cá này nọ, giờ kiếm võng nằm chơi. Cần đứa một. Thư giãn cuối tuần với Ma Thiên Lãnh. Rồi, quay. Hát bài gì? Tình anh bán chiếu hả? Anh bán chuối. Vô cái cậu ủng hộ cậu này bán kẹo nè. Nè tụi bay vô ủng hộ cậu này bán kẹo nè. Kẹo kéo đi. Kéo đi. Rồi. Kéo đi. Vô. Rồi kéo đi, mỗi đứa một cốt. Một gan thôi. Wow, đã không? Rồi, kẹo chỉ đây. Chỉ cái gì lấy cái đó luôn. Rồi bà dính rồi chạy nước miếng luôn kìa.